Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Ngưỡng với bạch trên Hòa Thượng Trụ Trì và Chư Tôn Đức Tại Bổn Tự Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa cùng toàn thể với nam nữ Phật tử, phải nói là hôm nay là một cái chuyến đi đầu tiên. Từ đó tới giờ chưa ra thành phố Nha Trang này lần nào. Phải nói hôm nay là một cái chuyến đi đầu tiên và hữu duyên nhiều hơn nữa là hôm nay ra Nha Trang mà giảng pháp lại là một cái ngôi tịnh xá đầu tiên. Thì trước khi vào buổi chia sẻ Phật pháp trong buổi chiều hôm nay, xin kính gửi tới toàn thể đạo tràng chúng ta những lời chúc tốt đẹp nhất, những gì an lành hạnh phúc nhất. Xin cầu chúc cho các vị luôn được tội nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, trước khi chia sẻ Phật pháp trong buổi chiều hôm nay, chúng tôi xin được bộc bạch đôi lời cá nhân của mình chút xíu. Hôm nay tại vì là tới với một ngôi tịnh xá như thế này thì nó gợi lại trong lòng của chúng tôi là những ngày còn học ở học viện thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi học chuyên ngành khoa Phật pháp, và cũng học cái chuyên ngành này thì có là được đầy đủ nhân duyên, cho nên là được sự chỉ dạy của Hòa Thượng Sư Ông là Thích Giác Toàn. Chắc có lẽ là nói tới Hòa Thượng Sư Ông Thích Giác Toàn ở tịnh xá trung tâm là Hòa Thượng ở đây chắc là biết rõ rồi. Thì Hòa Thượng là dạy rất là hay, rất là tỉ mỉ, từ ly từ tí dạy cho những học viên, những giảng sinh Hoằn Pháp cái cách mình đi Hoằn Pháp ở phương xa, cái cách mình soạn bài, cái cách mình chia sẻ. Phải nói là khi mình ngồi ở trên ghế nhà trường, mình được nghe các vị Hòa Thượng tôn túc giảng, mình nghe như vậy á, mình cảm thấy rất là an lạc. Rồi mình học hỏi rất là nhiều những kiến thức, kinh nghiệm của những vị đi trước. Và hôm nay mình tới thành phố Nha Trang này, mình lại là có nhân duyên là được giảng ở một ngôi tịnh xá. Cho nên những cái gì phải nói là nó an lạc hạnh phúc, cũng như những gì mình có thể là trả ơn được một phần nào cho Hòa Thượng Sư Ông Thích Giác Toàn. Một phần nào mình ra đây mình chia sẻ Phật pháp để làm an lạc cho nơi này thì có được bao nhiêu phần công đức, cũng xin là hồi hướng cho Hòa Thượng Sư Ông là Thích Giác Toàn, cũng như là cầu nguyện cho ngôi tịnh xá của chúng ta luôn luôn được, phải nói là chứng minh, được hưng thịnh. Và cũng xin cầu nguyện cho Hòa Thượng Trụ Trì cũng như là Chư Tôn Đức Tăng Tại Bổn Tự luôn luôn được nhiều sức khỏe để mà mọi Phật sự nơi này đều được là viên thành như ý nguyện. Thì xin kính thưa cùng toàn thể với nam nữ Phật tử, theo như ngồi ở trên này mà nhìn xuống thì thấy là có áo lam, rồi có áo trắng. Thì những người nào tôi áo lam thì quá quen biết rồi, còn những người nào mặc áo trắng là đệ tử của tịnh xá. Thì xin kính thưa cùng đạo tràng quý nam nữ Phật tử, chúng ta đi chùa tụng kinh niệm Phật thì theo như thầy nghĩ là chắc cũng lâu lắm rồi. Các Phật tử về chùa tu tập cũng lâu lắm rồi, chứ không phải là mấy sơ cơ. Như vậy thì quý nam nữ Phật tử, mỗi khi mà mình về một ngôi chùa hoặc là một ngôi tịnh xá mình tu, thì mỗi khi quý nam nữ Phật tử bước vào cổng chùa thì quý nam nữ Phật tử có hiểu hết được ý nghĩa của cổng chùa chưa? Có hiểu hết được ý nghĩa không? Được bao nhiêu người hiểu đưa tay thầy coi? Được bao nhiêu người hiểu ạ? Vậy là cười, cười nghĩa là sao? Cười nghĩa là không có hiểu hả? Hay là do hiểu mà giả bộ giấu? Chắc cũng có người hiểu chứ không phải là không.
Nhưng mà chắc nhiều khi là rụt rè nhát, sợ đứng trước chỗ đông người cho nên chắc là không tiện nói. Thì thôi không tiện nói thì sẵn đây thầy sẽ nói giùm các Phật tử. Được không ạ? Xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, cái ý nghĩa cổng chùa của chúng ta nó rất là quan trọng. Mà mỗi khi những người Phật tử như chúng ta tu tập, mình vào cổng chùa mà mình không hiểu hết được cái ý của cổng chùa, thì cái này cũng là một cái sự phải nói là thiếu sót lớn đối với những hành giả đang học Phật như chúng ta. Chính vì thế mà ý nghĩa cổng tam quan chính là cái chủ đề chia sẻ trong buổi chiều hôm nay. Xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, ý nghĩa cổng tam quan. Thường thường mà nói là cổng chùa, không biết là cái thời mà thời Đức Phật còn tại thế, ngài Xá Lợi Phất, ngài có những cái kiến trúc xây hai ngôi tịnh xá là tịnh xá Kỳ Viên và tịnh xá Trúc Lâm, không biết là ngài xây như thế nào. Thì bây giờ quá xa xôi rồi, mình không có một cái mấu chốt nào lịch sử để mình nhìn thấy được những cái ngôi tịnh xá đó, cho nên cũng khó mà mường tượng để mà biết được. Nhưng khi mà Phật giáo đã bắt đầu là thâm nhập vào đất nước chúng ta trên dưới 2000 năm nay, thì đa phần thì chúng ta nhìn thấy những ngôi chùa của Việt Nam chúng ta, đa phần cái cổng chùa là thường thường là ba cửa, có ba cửa cho nên gọi là cổng tam quan, hay còn gọi là tam giải thoát môn, là ba cánh cửa để giải thoát. Thì cái cánh cửa này là chúng ta hiểu theo nhiều ý khác nhau. Có những vị hòa thượng, có những bậc tôn túc chỉ dạy là hiểu theo cách này, hiểu theo cách kia, hiểu theo cách nọ. Thì chúng tôi cũng gom nhiều cái ý lại, gom nhiều ý lại. Và hôm nay chia sẻ cùng với đạo tràng quý nam nữ Phật tử là chúng ta có thể hiểu như sau. Ý nghĩa cổng tâm quan, những cái ý nghĩa đơn giản rồi từ từ tới là sâu sắc. Ý nghĩa tam quan ba cửa này chúng ta cũng có thể hiểu là Phật Pháp Tăng, và chúng ta cũng có thể hiểu là quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta cũng có thể hiểu là giới, định, tuệ. Đó là những cái cách hiểu. Nhưng mà sâu sắc nhất sâu sắc nhất mà để mà chia sẻ trong buổi chiều hôm nay thì ở cái ý nghĩa cổng tam quan này chúng ta sẽ hiểu sâu sắc, hiểu bằng cái cách là không, vô tướng và vô tác. Hiểu cái cách này nè, chúng ta tu tập chúng ta mới thấy là có được một cái sự phải nói là an lạc tuyệt đối. Còn mình hiểu Tam Bảo, Phật Pháp Tăng cũng được. Thì đối với Phật Pháp Tăng thì chúng ta nghe nói hay là chúng ta hiểu liền, là chúng ta nghe chúng ta khỏe người liền. Mà thí dụ như mình hiểu là giới, định, tuệ, mình nghe thì mình cũng hiểu rồi. Mình hiểu trên cái kiến thức học của mình, rồi mình cũng nghe để mình hiểu. Rồi mình nghe nói là Phật ba đời chư Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai, mình nghe thì mình cũng hiểu. Nhưng mà cái ý nghĩa là không, vô tướng và vô tác, mình nghe cái nhiều khi chỗ này là hơi khó khăn nè. Cái cánh cửa lớn mà chúng ta bước vào, cánh cửa này trong cái triết lý nhà Phật gọi là cánh cửa không. Cánh cửa không. Còn hai bên đó, bên trái bên phải là một bên thì vô tướng, một bên thì vô tác. Thầy nói cái từ vô tướng, vô tác quý nam nữ Phật tử nghe được không? Hay là thầy nói cái từ là vô tướng, vô tác? Hả? Thôi mình thầy nói thì sao cũng được ha, các Phật tử nghe cũng được phải không? Thì cái cánh cửa đầu tiên, cánh cửa rộng lớn, thì theo triết lý nhà Phật gọi đó là cánh cửa không. Cánh cửa không này, kính thưa quý nam nữ Phật tử, nếu mà hiểu theo Đại Thừa, nhiều khi mình hiểu không nổi. Cánh cửa không này ý nói là tánh không, cái thật tánh vốn là không. Vạn pháp trên cuộc đời này, những gì có hình tướng
thì nó đều ra không hết. Cái thật tánh của nó là không. Nói cái chỗ này nghe nhiều khi nó hơi bị mệt. Quý nam nữ Phật tử nghe chỗ này nó hơi bị đuối. Tại sao gọi là không? Bây giờ thầy có thể thí dụ để cho quý nam nữ Phật tử hiểu như thế nào là không. Thí dụ mình hiểu tất cả giảng pháp này do nhân duyên, do duyên khởi, do cái nhân duyên nó kết hợp lại, nó tạo thành cái bình hoa này, nó tạo thành cái ly, nó tạo thành cái micro thầy đang nói, nó tạo thành cái bộ y hậu thầy đang mặc, nó tạo thành một cái ngôi chùa của chúng ta rất đẹp. Nhưng trước khi nó trở thành ngôi chùa thì nó là gì? Có phải là không không? Đúng không? Trước khi trở thành ngôi chùa này, trước khi là gạch, xi măng, rồi sắt thép, rồi công thợ, những cái nhân duyên nó hợp thành, chúng ta có một cái ngôi tịnh xá này, cũng như là chúng ta có một ngôi chùa. Nhưng khi mà chúng ta chưa hoàn thành một ngôi chùa, chưa hoàn thành một ngôi tịnh xá, thì cái mảnh đất trống này là gì? Có phải không không? Cho nên cái đó chúng ta hiểu là tất cả dạng pháp trên cuộc đời này, cái gì có hình tướng thì cái thật của nó cũng là không thôi. Thật tánh của nó là không. Cho tới cái thân xác của chúng ta nè, cái thân thể chúng ta nè, bây giờ chúng ta thấy là chúng ta đang có một cái thân xác này, có căn một cái thân thể này, có người thì 50 mấy ký, có người 60 ký, cũng có người 40 mấy ký, thì mình cho là cái thân xác của mình là có thật. Nhưng mà quý nam nữ Phật tử tự mình suy nghĩ coi, thật sự là nó có thật không? Thật sự là nó có thật hay không? Không. Cái này cũng là do nhân duyên nó kết hợp lại tạo thành một cái con người của chúng ta. Tinh cha quyết mẹ tạo thành cái thân người chúng ta. Khi lớn lên chúng ta nhờ những cái vật thực xung quanh rồi nuôi lớn thân này. Rồi khi thân này chúng ta lớn lên chịu ảnh hưởng của sanh lão bệnh tử, thì khi mà mình nhắm mắt rồi thì mình sao kính thưa các Phật tử? Mình trở về đâu? Trở về không thôi. Cũng trở về không. Cho nên trong cái trong bài kinh mà Trung Bộ, trong bộ tạng kinh Việt Nam, kinh Trung Bộ, ở cái bài kinh là Tiểu Không và Đại Không, Đức Phật Thích Ca nói với các vị chúng tỳ kheo rằng: sở dĩ ta tu hành mau đắc đạo là do nhiều đời nhiều kiếp ta tu tập nhìn thấu rõ tất cả giảng pháp bằng không. Tu tập ở cái nhìn bằng không. Cho nên là từ cái chỗ là nhìn tất cả giảng pháp đều là không, là nhìn cái thật tánh của nó là không. Từ chỗ đó không có bị mê muội, không bị dục nhiễm, không bị dính mắc, cho nên không đau khổ. Đó là những cái nhìn của những bậc trí. Còn nhiều khi bây giờ chúng ta là những người đã và đang học Phật, còn phàm phu, tham sân si thì dễ đầy, cho nên mình nhìn cái gì cũng thiệt hết trơn á. Mình nhìn cái gì cũng thiệt vậy á. Mà mình không nhìn theo cái thật tánh của nó, cho nên mình bị đau khổ, mình bị dính mắc vào tài sắc danh thực thì. Từ cái chỗ mình dính mắc vào tất cả những cái dục lạc trong xã hội, trong cuộc sống, rồi từ cái chỗ đó mình cũng bị mê muội và mình gây tạo không biết bao nhiêu là những cái nghiệp xấu xa. Rồi từ những cái nghiệp xấu xa này nó làm cho mình cứ như thế là trầm luân đau khổ từ đời này qua đời khác. Cho nên Đức Phật mới nói với chúng đệ tử là nhiều đời nhiều kiếp ta tu hành đắc đạo do ta nhìn tất cả giảng pháp bằng không, nhìn bằng thật tánh. Nhìn thật tánh. Và trong số 10 vị đệ tử của Đức Phật, trong số mà 10 vị đệ tử gọi là thập đại đệ tử, 10 người mà giỏi nhất thời Đức Phật á, thì
cũng có một vị đệ tử tu hành cái pháp phải nói là giải không đệ nhất. Đố các Phật tử đó là ai? Đó là ai nè? Đó là ai? Cái người nào tu cái pháp môn tu phải là giải không đệ nhất? Ngơ ngác luôn. Ngơ ngác luôn rồi. Đó chính là ai nè? Phật tử chúng ta bây giờ mình đã thuận duyên mình tu học trong một cái thời đại phải nó yên bình như thế này. Rồi quý nam nữ Phật tử cũng có thời gian để mà về chùa tụng kinh niệm Phật. Thì quý nam nữ Phật tử nếu như mình thiết tha trên bước đường tu hành để mà giải thoát, thì ngoài cái vấn đề quý nam nữ Phật tử tới chùa tụng kinh niệm Phật nghe pháp, thì bản thân của các vị ở nhà mình cũng phải là thường xuyên mình đọc sách của Phật giáo. Đọc kinh là một phần, nhưng phải đọc những quyển sách nữa, những sách viết về Phật giáo để làm chi? Nghe để mình hiểu. Những cái bộ sách đó là triết lý phân tích giải thích những lời Phật dạy, mình nghe để mình hiểu. Chẳng hạn như quý nam nữ Phật tử là phải đọc cái quyển sách là Thập Đại Đệ Tử, thì mới biết được là mỗi một vị đệ tử của Đức Phật như vậy, 10 vị mà giỏi nhất, thì mỗi một vị như vậy á là chuyên về cái mặt hạnh nào, chuyên về một hạnh nào. Thì trong số 10 vị đệ tử giỏi nhất của Đức Phật thời bấy giờ, thì cái ông tu Bồ Đề này, ông này là tu cái mốt, tu cái pháp môn tu ấy là giải không đệ nhất. Ông ta tu phải là giải không đệ nhất, giỏi về cái sự mà phải nói là lý luận về cái không trí, phải nói là tuyệt vời. Thì cũng giống như mà thầy vừa chia sẻ cùng với quý nam nữ Phật tử, là thầy có kể là Đức Phật là nói trong là bộ kinh là Trung A Hàm, ở bài kinh là Tiểu Không Đại Không đó, thì Đức Phật cũng nhìn tất cả vạn pháp, nhìn bằng cái thật tánh của nó là không. Thì ngài tu Bồ Đề này cũng như thế, ngài tu Bồ Đề này cũng như thế, cũng tu giống cái hạnh của Phật vậy, nhìn tất cả vạn pháp, nhìn bằng thật tánh, nhìn bằng cái con mắt phải là không trí. Không trí là cái con biện tài, biện luận về cái không á, cái trí tuệ của sự không á, rất là tuyệt vời. Thì theo như tương truyền kể lại, có một thời Đức Phật đi xa thuyết pháp, ở xa thuyết pháp đi về tới, thì lúc bấy giờ ngài tu Bồ Đề á, là ngài mới suy nghĩ là biết hôm nay là Phật về, biết hôm nay là Phật về. Thì ngài tính là lúc đó là ngài đang may một cái y của ngài, đang vá y của ngài. Ngài tính là bây giờ mình phải đi ra, mình phải là người đầu tiên để mình tiếp đón Phật. Nhưng lúc bây giờ ngài vừa suy nghĩ xong cái ngài chợt nghĩ, thôi không được, Đức Phật là vị phải nói là tu hành tuyệt vời rồi. Tất cả nơi nào ở trong cõi thế gian này cũng có pháp thân Phật. Cho nên cái tâm của mình và cái tâm của Phật, hai cái tâm này suy nghĩ như thế nào, nhiều khi tâm Phật suy nghĩ như thế nào mình không biết, nhưng mà tâm của mình suy nghĩ như thế nào Phật biết. Từ chỗ đó ngài suy nghĩ là cái tâm của ngài như thế nào là Phật đã biết rồi. Tuy là cái hình tướng không tới, nhưng tâm của ngài đã tới rồi. Tâm của ngài đã tương giao với Phật rồi. Và ngài không tới, cứ ở nhà lo vá y. Và cứ như thế là khi mà Đức Phật về tới tịnh xá, thì lúc bấy giờ có một vị tỳ kheo ni là thần thông đệ nhất là Liên Hoa Sắc đó, bên ni chúng. Thì Liên Hoa Sắc mới là phải nói là đảnh lễ Đức Phật, là vui vẻ là nói với Đức Phật là hôm nay con là người đầu tiên phải nói là mừng Thế Tôn trở về. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói, Đức Phật mỉm cười, Đức Phật nói không phải là tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, mà đó chính là ông tu Bồ Đề. Rồi ngay từ giây phút này Đức Phật mới giải thích
giảng pháp về cái tánh không thêm một lần nữa, để cho toàn thể phải nói là đại chúng nghe mà hoan hỷ và biết được là cái sở tu sở đắc của ông tu bồ đề, ông này chính là giải không đệ nhất, rất là tuyệt vời. Thì đó là nói về những bậc thánh đệ tử tu quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà bây giờ đối với những người Phật tử tu hành thì chúng ta, kính thưa quý nam nữ Phật tử, nếu như mình bản không phải là bản thân của các vị không, mà đối với thầy hiện bây giờ cũng vậy đó, mà nói với cái tu mà tu tập cái tánh không á, đó là một cái bề dày gian nan của sự phải nói là công phu tu hành 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nhiều khi là chưa hiểu rõ được cái tánh không này nữa, chứ không phải là giỡn. Nhưng mà do là hôm nay mình chia sẻ cái đề tài là không vô tướng vô tác, ý nghĩa sâu sắc của cổng tam quan, cho nên mình phải hiểu, hiểu được cái chữ không đó, hiểu từ cách hiểu sâu sắc cho tới cách hiểu đơn giản của người Phật tử. Phải hiểu, nhiều khi hành không nổi nhưng phải hiểu. Chứ nhiều khi mình biết ở pháp tu đó, cái ý nghĩa đó mình tu không nổi, tu không nổi nhưng mà phải biết. Chứ không phải nói tu không nổi là mình không biết, phải biết. Rồi hôm nay tu không nổi nhưng mà từ từ chúng ta sẽ có cách để mà chúng ta tu, tu tới đó, tu tới bến. Nhưng mà hiện tại bây giờ này mình nghe để mình biết. Mình nghe thì mình biết rồi, mình phanh dùng mà 5 năm nữa, 10 năm nữa mình sẽ tu được rốt ráo cái thật tánh không của Phật nói. Thì bây giờ đối với những người Phật tử vô chùa tụng kinh niệm Phật hiện giờ, thì chúng ta hiểu chữ không như thế này. Thì quý nam nữ Phật tử nên nhớ là cửa chùa lúc nào cũng là trang nghiêm thanh tịnh. Thì cái chữ không mà triết lý sâu sắc thì mình đã nghe, mình hiểu rồi. Nhưng bây giờ đứng về phương diện để mình nghe, để mình hiểu, mình tu tập đối với quý nam nữ Phật tử, thì quý nam nữ Phật tử hiểu chứ không như sau đây. Trước khi quý nam nữ Phật tử vào chùa tụng kinh niệm Phật, mình hiểu lúc nào thiền môn cũng là trang nghiêm thanh tịnh. Từ cái chỗ là trang nghiêm thanh tịnh, cho nên quý nam nữ Phật tử vào chùa tu tập thì những gì bên ngoài, những chuyện là thị phi, những cái chuyện phải nói là không hay, không đẹp, không tốt, những cái chuyện là hơn thua, ích kỷ, những cái chuyện độc ác, những cái chuyện tham lam, sân si bên ngoài cổng chùa, trước khi chúng ta bước vào cổng chùa chúng ta tu tập, thì mình đều bỏ những cái tánh hư thật xấu đó, mình bỏ bên ngoài cổng chùa, không đem vô cổng chùa. Đó, chúng ta hiểu được cái chữ không này là đối với quý nam nữ Phật tử nè. Ở đây là mình hiểu để mình tu nè. Cái cửa lớn cổng chùa đó là cái chữ là không. Vào chùa, trước khi bước chân qua cổng chùa là những gì của trần ai, của thế tục, xin bỏ ngoài cổng hết. Mà mình bước vào trong này với cái tâm là thanh tịnh để học hỏi giáo pháp Phật Đà. Bước vào với một cái tâm là rỗng lặng. Phật chúng sanh là tánh thường rỗng lặng là chỗ này. Tâm của ta với tâm Phật, bản thể của nó vốn là thanh tịnh như nhau, rỗng không như nhau. Cho nên nếu như mình muốn mà giữa cái tâm của mình với tâm Phật mà hòa với nhau, thì bước trước khi vào chùa tụng kinh niệm Phật, bước qua cái cổng, bước qua cánh cửa không, là những gì bên ngoài xin bỏ lại hết. Chỗ này quý nam nữ Phật tử chúng ta làm được không? Thiệt không? Cửa chùa thanh tịnh vốn xưa nay, ta phải hiểu sâu, hiểu rõ ràng. Nếu muốn tâm ta hòa tâm Phật, mỗi lúc vô chùa nhớ chữ không. Mà nói tới chữ không này thì quý nam nữ Phật tử sẽ có cơ hội tu tập. Còn ở chữ không mà triết lý sâu sắc, chúng ta nghe thì để chúng ta hiểu thôi. Chứ tu thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, tu không nổi. Thật sự mà nói tu mà không nổi. Nhiều khi mình biết cái lý là như vậy đó, nhưng mà xung quanh mình nhiều khi bây giờ là của cải vật chất tài sản, mà kêu nhìn không, nhìn bằng không,
sao nhìn được đây? Khó thể mà mình nhìn được. Mình biết cái lý là như vậy á, nhưng mà về các sự thì mình thực hành không nổi. Là do mình là vẫn còn là phàm phu, mình tham lam còn dãy đầy. Mình tu á thì mình cũng tu á, nhưng mà đạt tới cái sự giải thoát đó, mình nhìn tất cả giảng pháp bằng không luôn á, thì nhiều khi xin lỗi con làm chưa nổi. Xin lỗi Phật, con làm chưa nổi thì từ từ con làm. Nhưng mà vào trong chùa tu hành mà con bỏ những cái tham sân si, bỏ những cái tật đố ganh tị bên ngoài cổng chùa để bước vào với cái tâm thanh tịnh tu tập trong một ngày hoặc là nửa ngày á, thì có khả năng con sẽ làm được. Đúng không các Phật tử? Như vậy thì chúng ta đã hiểu được cái cánh cửa không rồi. Cánh cửa không từ triết lý sâu sắc cho tới đơn giản bình thường để quý nam nữ Phật tử tu. Thì mình đã biết được mình mỗi khi vào chùa tu tập là mình nhớ cánh cửa này, cánh cửa không. Thì vào chùa tu tập thì không bao giờ nói xấu huynh đệ, không bao giờ nói chuyện thị phi, không bao giờ lôi những cái chuyện đau buồn ở bên ngoài đem vô đây mình tu. Mà cái ngày tu là cái ngày an lạc thanh tịnh, mà mình chia sẻ hết người này người kia người nọ, mình buồn rồi xong rồi những người xung quanh ta buồn luôn, nghỉ tu luôn rồi. Tâm hồn của người ta đang thoải mái, đang niệm Phật nó tinh tấn, tự nhiên lại cái mình kể một câu chuyện buồn, rồi cái người nghe nó buồn luôn, nghe cái buồn luôn rồi. Cho nên mình đã không an lạc ở bên ngoài thì những cái gì ở bên không an lạc bên ngoài đừng bao giờ mình đem vào ở trong chùa để mình chia sẻ, mình nói nó không tốt, không hay ho, chỉ làm cho cái người nghe người ta thêm phải nói là phiền lụy thêm mình vì mình. Cho nên mỗi khi quý nam nữ Phật tử về chùa tu tập, thời gian thì không có là bao, sức khỏe, điều kiện của mình cũng như thế. Vì vậy mà mỗi khi mình có thời gian mình tu tập thì mình cố gắng mình về mình tu tập, mình tụng kinh niệm Phật thì cứ như thế mà nhất tâm chánh niệm. Một giờ, một ngày hay hoặc là nửa ngày, tu được giây phút nào thì phải cho nó hết sức là phải là rốt ráo giây phút đó. Bình thường á, cũng như là hiện giờ mình chưa đạt được, nhưng mà chúng ta phải là phát khởi một cái tâm là con sẽ cố gắng, con làm được. Con sẽ cố gắng, con tu cho thanh tịnh mỗi thời kinh, mỗi thời giảng hoặc mỗi thời tụng niệm, cố gắng làm được. Trước mắt thì làm không được, nhưng con phát nguyện là con sẽ cố gắng con làm được. Thì từ từ quý nam nữ Phật tử sẽ có được một cái phước báo trang nghiêm thanh tịnh. Như vậy thì ở cánh cửa không là chúng ta hiểu rồi phải không? Hiểu chưa? Bây giờ chúng ta qua cánh cửa khác. Qua cánh cửa thứ hai, đó là cánh cửa là vô tướng. Không vô tướng, vô tác. Bây giờ qua cánh cửa thứ hai. Cánh cửa thứ hai gọi là cánh cửa vô tướng. Vô tướng ở đây thì quý nam nữ Phật tử nên nhớ. Vô tướng ở đây mình có hiểu là, hồi nãy là mình đã hiểu cánh cửa không rồi. Tất cả dạng pháp thật tánh của nó là không. Chính vì cái chỗ nó không, cho nên nó không có một cái hình tướng là cố định. Mà hình tướng nó luôn luôn thay đổi theo thời gian, cũng như là cái sắc vóc của quý nam nữ Phật tử là thay đổi theo thời gian. Như là giống như mấy cụ ngồi phía trước nè, bây giờ là hiện bây giờ là tóc bạc, da nhăn tóc bạc. Nhưng mà từ hồi thở mà 19 đôi mươi thì nó làm sao? Có da nhăn tóc bạc hay không? Không có. Thời chúng ta 20 tuổi, 30 tuổi thì nó khác. Bây giờ chúng ta là 60, 70 thì nó lại khác nữa. Thì cái hình tướng này nó không có cố định, phải không các Phật tử? Phải không? Cũng như là bây giờ cái ngôi tịnh xá của chúng ta đi. Cái ngôi tịnh xá chúng ta hiện bây giờ nó rất là đẹp. Nhưng mà phải chừng là 20 hoặc là 30 năm trước nó được như vậy không? Nhiều khi là không. Nhiều khi là không. Và bây giờ tại vì bây giờ mình thí dụ cái thành phố Nha Trang của mình đi. Thành phố Nha Trang của mình thì hiện bây giờ thì rất đẹp. Phải nói là thầy ngồi trên máy bay mà khi mà máy bay mà sắp sửa mà hạ cánh á, ngồi trên mình nhìn xuống đúng là cái thành phố Nha Trang mình phải nói là đẹp vô cùng đẹp. Mỗi lần thầy chưa có ra được cái thành phố Nha Trang này, thầy nghe cái ông nghệ sĩ Thanh Tuấn á, ông ca bài hát là nhớ Nha Trang đó, ca về biển Nha Trang rồi đó. Nghe ông ca mà mình cũng chưa mường tượng hết, phải
phải thật vậy không ta, ông ca hay là ông nói quá đây mình. Nhiều khi mình nghe trong cái lời ca chắc nhiều khi tăng bốc quá, nhưng mà thật sự đi ra rồi mới thấy là không phải là tăng bốc mà đẹp thiệt, đẹp thiệt. Thì bây giờ là rất đẹp rồi, đường phố khang trang sạch sẽ, nhưng mà khoảng chừng 30 năm trước được vậy không? Không được như vậy. Cho nên á, sống trên đời này cái gì có hình tướng thì cái hình tướng này, cái thật tánh là không, và đồng thời nó cũng không cố định, nó luôn luôn thay đổi phai nhạt theo thời gian. Có cũ rồi từ từ sẽ mới, rồi cái mới này lâu ngày sao nó cũ, cứ như thế. Cũ mới, cũ mới, thay qua đổi lại, thay đổi thay đổi. Giống như đồ mặc vậy thôi, mới mua vậy thì nó mới mặc lâu ngày nó cũ. Nếu như người nào mà giỏi giỏi đem nhuộm cái thì sao? Mới lại. Mới lại. Giống như chúng ta mới sanh ra lớn lên 20 tuổi tóc chúng ta đen, khoảng chừng là 60 tuổi tóc chúng ta bạc. Bây giờ mình không muốn nó bạc, mình sợ người ta nói mình già thì mình đi đâu? Đi nhuộm lại. Mình đi nhuộm lại tóc mình nó đen. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, cái này là, cho nên là mình hiểu là cái cánh cửa vô tướng là không có một cái hình tướng nào là nó nhất định. Cho nên Đức Phật á, mới thuyết pháp là hoàn cảnh vô thường. Hoàn cảnh vô thường. Rồi thân chúng ta cũng vô thường. Tâm cũng vô thường. Mà kẹt có một cái là hoàn cảnh vô thường, thân vô thường, tâm vô thường. Mà tiền với vàng nó không vô thường. Nó buồn ở chỗ đó, phải không các Phật tử? Thân vô thường, hoàn cảnh vô thường, nó thay đổi quá trời, thay đổi từ năm này, năm kia, năm nọ. Nhưng mà nhiều khi có một cái ước mà vô thường mà nó không vô thường, đó chính là tiền vô thường mà nó không vô thường. Khi buồn ha? Buồn. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, mình bước vào cổng chùa, mình nhìn thấy, mình bước vào, mình hiểu được đây là cái cổng vô tướng. Vô tướng là không có cái hình tướng nào nó cố định. Từ cái chỗ nó cố định, cho nên chúng ta cũng đừng bao giờ dính mắc vào bất cứ một cái tướng nào hết. Thí dụ như hôm nay lỡ chúng ta có trẻ rồi sau này chúng ta già đi, nhiều khi mình cũng đừng có chấp nhìn vào cái tướng, mình chấp cái tướng rồi mình khổ. Mình muốn tu an lạc thì mình phải xả tướng. Tại vì Đức Phật đã nói rồi, sống trên đời sống theo quy luật sanh lão bệnh tử thì không có một cái tướng nào là nó chắc chắn như vậy mãi chứ. Chính vì cái chỗ là nó không phải như vậy mãi, nó không có kiên định mà nó thay đổi. Cho nên chúng ta phải dùng trí tuệ của người Phật tử chúng ta tu thì chúng ta phải hiểu chỗ này. Chúng ta đang đi trên bước đường là tu học Phật để giải thoát. Thì ba cánh cửa chùa là ba cánh cửa thì chúng ta là phải nói nhìn ba cánh cửa thì chúng ta tu để chúng ta giải thoát. Là chúng ta không chấp vào bất cứ một cái hình tướng nào hết. Tại vì không có hình tướng nào là cố định, mà nó cũng chỉ là một cái giả tướng thôi. Cũng là một cái giả tướng thôi. Cái tướng của chúng ta cũng chỉ là cái giả tướng thôi. Như nãy thầy có nói rồi đó, khi chúng ta chết rồi thì sao? Rồi, cái tướng này nó còn không? Còn tướng này hay không? Cũng còn cái tướng này, nhưng mà còn cái tướng bụi. Bụi tro với bụi thôi. Mới nhìn thấy cái tướng của mình đẹp quá. Sắc vóc như thế này, hình hài thế này, đẹp vô cùng. Nhưng mà khoảng chừng là trụ khoảng chừng là 60-70 năm rồi, một đống bụi qua hình tướng khác rồi. Nó cũng tướng của người đó tên đó, nhưng mà cái tướng người đó tên đó bây giờ chỉ còn là một hũ cốt thôi. Buồn không? Buồn không các Phật tử? Chính vì chỗ chúng ta nhìn thấy cuộc đời nó thật sự là như vậy, cho nên chúng ta tu chúng ta đừng có dính mắc vào hình tướng, xả tướng luôn. Và khi chúng ta mà có lâm chung nhắm mắt rồi đó, các Phật tử nhìn thấy thôi, mình tạo biết bao nhiêu điều việc cuộc sống này, mình tạo biết bao nhiêu chuyện, nhưng mà cuối cùng chỉ là hũ cốt thôi. Rồi không biết là trong lúc mà đương thời á, mình sống như vậy là mình gieo là cái phước với cái tội, không biết cái nào nhiều, chưa nói tới vấn đề này đó. Cuối cùng là chỉ là một cái hũ cốt thôi, nhưng mà trong hũ cốt này không biết là lúc mà đương thời là làm phước nhiều hay là tội nhiều. Cho nên cái cánh cửa thứ ba, cái ý nghĩa thứ ba chính là vô tác, không vô tướng, vô tác.
À, không vô tướng vô tác. Bây giờ cái chữ vô tác này nó mới tuyệt vời nữa nè. Vô tác ở đây, tác là những cái hành động của chúng ta hàng ngày. À, tác là những cái cử chỉ, những cái hành động. Thì quý nam nữ Phật tử nói vô tác là chúng ta không bao giờ làm những điều đau khổ, tội lỗi cho mình, làm khổ cho mình và cho những người xung quanh. Ý nghĩa của cổng chùa nó rất là vi diệu. Đó là ý nghĩa của Phật triết. Phật triết có nghĩa là các vị tổ sư ngày xưa người ta cũng rõ ràng một cách thực tế, là mình không biết được là cái thời Đức Phật như thế nào, nhưng qua cái lịch sử văn hóa của đất nước Việt Nam chúng ta, qua bao đời chư tổ, thì chúng ta đều thấy toàn là cổng chùa là ba cửa hết. Cổng đình cũng không thể nào cắt ba cửa như vậy. Đình thì ra nó đình, đình thì ra cổng đình. À, còn cổng chùa của mình thì nó phải là như vậy, cổng tam quan. Ba cánh cửa giải thoát, không vô tướng vô tác. Vô tác ở đây là không làm những điều tội lỗi, không làm những điều xấu xa, không làm những điều độc ác. Nói chung là những cái hành động, cử chỉ, lời nói mà gieo đau khổ cho người, cũng làm tổn hại cho mình, thì mình không làm. Cho nên mỗi khi quý nam nữ Phật tử bước vào chùa tu hành, khi bước qua cổng chùa thì chúng ta phải hiểu được cái giá trị của cổng chùa. Rồi từ đó chúng ta mới có một cái phải định hướng tu tập, nó mới an lạc tốt được. Chứ nhiều khi mình đi chùa hôm nay là cũng 5 năm rồi, 10 năm rồi, 20 năm rồi, mà hôm nay thầy hỏi ý nghĩa cũng cẩm tâm quan, không Phật tử nào biết hết trơn. Cái này buồn hay vui? Vui hả? Trời ơi, thầy nghe Phật tử nào nói vui kìa. Phải buồn chứ sao mà vui. À, mình phải buồn là mình đi chùa lâu quá, mà bây giờ là cái điều phải nói là nó tuyệt vời như thế mình không biết. À, thì bây giờ thì quý nam nữ Phật tử cứ bước vào cổng chùa là nên nhớ, ờ à, đây là cánh cửa chùa rất lớn, cái cửa này cửa không nè. À, tất cả trên cuộc đời này vạn pháp, à, hiểu hễ cái gì có hình tướng là nó chỉ là giả tướng thôi. À, giả tướng thôi. Mình hiểu được cái duyên khởi đó, à, thì mình hiểu được à, cái này cũng là thật tánh, nó là không thôi. Mà Hòa Thượng sư ông Thích Thanh Từ giảng pháp, Hòa Thượng nói là không thật có. Không thật có. Trước mặt của mình thì nó đang có, nhưng mà cái có này là thời gian nó không còn nữa, cho nên gọi là không thật có. Mà hiểu được không thật có là hiểu được cái chữ không. Mà đã hiểu được cái chữ không triết lý sâu sắc của nhà Phật rồi, thì từ đó trở về sau mình tu hành mình rất là an lạc, không bị dính mắc vào bất cứ một cái pháp nào hết chứ. Rồi từ cái chữ không này á, cái mình vào chùa mình nên nhớ là cứ mình vào chùa mình tu là nhớ ngày này tu thanh tịnh, ngày không nói lỗi xấu ai hết nha, không nói chuyện thị phi nha, à, không tham sân si nha, ra cuộc sống là không là ganh tị đố kỵ nha. À, thì mình cứ nhớ những chữ không như vậy thôi. Kính thưa quý anh nam nữ Phật tử, một thời gian ngắn trôi qua rồi tiếp tục một thời gian dài nó trôi lại, thì quý anh nam nữ Phật tử tu càng ngày phước báo, người nào người nấy phước báo đóng vậy đó. À, cho nên bây giờ mình phải hiểu như vậy. À, mình hiểu là cánh cửa không là như vậy, rồi hiểu được là vô tướng là như vậy, vô tác là như thế. À, mà nói tóm lại, mình bước vào cổng chùa mình tu tập, mình hiểu cho nó sâu sắc là cửa chùa là nơi trang nghiêm thanh tịnh, là đất Già Lam, nơi đó có tôn tượng Phật, à, có pháp, có hiện tiền tăng. Mảnh đất của chùa hay là tịnh xá tịnh thất đó là mảnh đất của thánh, của chư Phật người ta thường trụ. Và cái nơi này cũng có rất là nhiều chư thiện thần người ta gia hộ. Chính vì cái chỗ gia hộ mà quý nam nữ Phật tử bước vào cổng chùa tu tập thôi là các Phật tử đã có phước rồi. Các Phật tử nên nhớ nghe, yêu cầu các Phật tử bước chân qua khỏi cổng chùa thôi là đã có được một cái phước rồi. Mà nếu như khéo tu tập hiểu được cái ý nghĩa đơn giản mà thầy vừa chia sẻ, ý nghĩa cổng tam quan đó thôi, thì tiếp tục phước báo nữa.
Chúng ta hiểu được cái chữ không thôi là chúng ta sống, chúng ta không làm gì ai phải mít lòng hết trơn. Không nói cho người ta mít lòng, không làm những điều cho người ta phải nói là đau khổ vì mình. Không ăn cắp, gian tham, cắp trộm ai hết. Đó là không làm cho người khác đau khổ rồi. Đó là phước báo rồi. Không hơn thua nữa. À, cũng không ganh tị nữa. Mình tu tập như thế, đó có phải là những hạnh tu Phật dạy không các Phật tử? Phật dạy chúng ta tu là như vậy đó. Chứ không phải là vô nhiều khi chúng ta gõ mõ tụng kinh, tụng kinh niệm Phật cho gian trời hết trơn. Xong rồi mình ra một cuộc sống xã hội thì mình cũng tánh nào tật nấy, thì như vậy đâu phải là gọi là tu. Tu là hành những lời Phật dạy chứ không phải ngồi gõ mõ tụng kinh suông. Ngồi gõ mõ tụng kinh giống như là mình ngồi mình đọc lại những lời của Đức Phật ông nói cho mình nghe ngày xưa và đọc lại cho ông nghe. Đọc lại cho ông nghe mà nhiều khi mình đọc, nhiều khi mình đọc mà còn dấp nữa chứ. Đọc cho ông nghe nhiều khi mà hiểu sai nữa. Đó, mình đọc mà mình không hiểu. Kể tôi đọc mà Phật hiểu không hiểu thôi, tôi không hiểu. Đó, cái này nó cũng khổ. Phải không các Phật tử? Đó, cho nên nó khổ. Từ cái chỗ mà có những điều phải nói là nó khổ như thế, cho nên mình mỗi khi mình về chùa tụng kinh niệm Phật thì quý nam nữ Phật tử nên nhớ những gì mà Thầy chia sẻ là để chúng ta áp dụng tu hành. Chứ chúng ta không nói đây hay đây dở, mà chúng ta nghe để chúng ta biết, chúng ta áp dụng, chúng ta tu hành. Giáo lý Phật Đà thì mênh mông, bao la, trùm phủ, nhưng mà kiến thức của con người thì nó có hạn. Nó có hạn, cho nên những gì Thầy chia sẻ cùng quý nam nữ Phật tử hôm nay, Thầy không có nói dài dòng, cũng không có triết lý sâu xa, mà Thầy chỉ nói những điều đơn giản hàng ngày chúng ta tu tập. Một lần nữa Thầy muốn tóm ý lại rằng quý nam nữ Phật tử là những người có nhân duyên phước báo, cho nên hôm nay được về chùa tu tập, được có thân người lành lặn, không có bị tật nguyền, đó là một phước báo. Chính vì chúng ta có phước báo rồi, bây giờ chúng ta phải nên bòn thêm phước báo nữa. Chúng ta phải bòn thêm phước báo nữa để những kiếp tương lai chúng ta có sự tu hành an lạc hạnh phúc nhiều hơn, và cái đời sống kinh tế của chúng ta cũng ổn định nhiều hơn. Chính vì thế, muốn được cho những cái sở cầu, sở nguyện của mình nó được tỏ ý, thì mỗi khi quý nam nữ Phật tử về chùa tụng kinh niệm Phật, Thầy hiểu giùm Thầy ý nghĩa cổng chùa này á. Chúng ta có thể hiểu là Phật Pháp Tăng là Tam Bảo. Chúng ta cũng có thể hiểu là giới định huệ. Chúng ta cũng có thể hiểu là Phật quá khứ hiện tại vị lai. Nhưng cái sâu sắc để chúng ta hiểu, chúng ta thực hành tu, đó là không vô tướng vô tác. Chúng ta hiểu được đây là cánh cửa không. Tất cả những gì bằng hình tướng ở trong cuộc sống này, ta gọi là dạng pháp trên thế gian, nó có hình tướng. Thì cái tướng này, cái tánh thật của nó vốn bằng không, và cái tướng này sẽ thay đổi theo thời gian. Và trong cuộc sống này chúng ta đã nhìn thấy là bằng không, chúng ta đã thấy được cái thay đổi theo thời gian, thì đừng có tội tình gì mà chúng ta gieo những cái điều tội lỗi xấu xa trong cuộc sống này, mà chúng ta phải sống bằng những cái lời nói, hành động, ý nghĩ hết sức là lương thiện, thánh thiện, để đời đời chúng ta có được cái phước báo vô lậu, để được một pha tha lực của Phật, Bồ Tát cũng như chư thiện thần người ta gia hộ cho mình. Thì chúng ta hiểu được ý nghĩa cổng tam quan rồi, thì từ cái chỗ chúng ta hiểu, chúng ta thực hành những lời Phật dạy trong cuộc sống này, làm những điều thánh thiện nhiều hơn nữa, tu phước, tu huệ, đặc biệt là tu khẩu. Tu khẩu nghiệp của chúng ta. Tại vì người thế gian chúng ta yêu cầu mắt nhìn thì miệng sẽ nói, nghiệp của mình nó vậy đó. Mắt nhìn thấy thì miệng sẽ nói, mà thí dụ mình nói không được thì trong lòng mình nó cũng bức rứt lắm, chưa có giải tỏa được. Mà thí dụ như mình nói, mình ca ngợi một cái tấm gương nào, một tấm gương sáng á, thì nó khác. Nhưng mà nhiều khi ta nói là nghiệp chúng sanh, cho nên ngồi lại cái là nhiều khi mình hay nói chuyện của thị phi thiên hạ không à. Mà mình nói như vậy thì không có lợi ích gì, mà nó chỉ làm cho dơ miệng của mình và đục cái tâm của mình. Cho nên không có gì là an lạc phước báo. Chính vì cái chỗ không an lạc phước báo, cho nên bước vào cổng chùa là không nói thị phi, không làm việc độc ác, không làm việc sai, không làm việc gì làm đau khổ cho những người xung quanh, và không làm việc gì ảnh hưởng thanh danh của mình. Chỗ này quý nam nữ Phật tử làm được không?
Quý nam nữ Phật tử làm được thì thầy cũng cảm ơn quý nam nữ Phật tử là rất nhiều. Thì nhân cái buổi giảng pháp hôm nay, thầy cũng trước khi mà thầy trò chúng ta chia tay, thầy cũng trân trọng gửi tới quý nam nữ Phật tử chúng ta hai câu vọng cổ. Không biết ca vọng cổ các Phật tử thích không biết nữa. Nhưng mà tại vì thầy là dân miền Tây, dân miền Nam nhưng mà miền Tây Nam Bộ, cho nên là thầy thích hát giọng cổ cải lương. Cho nên là trước khi hát giọng cổ cải lương là phải móc giấy ra. Kính thưa các Phật tử, thì cái nội dung bài giảng, từ cái chỗ nội dung bài giảng này, thầy viết lên hai câu vọng cổ để mà hát tặng quý nam nữ Phật tử. Phật tử nghe hai câu vọng cổ này nhớ được bao nhiêu thì nhớ, còn không nhớ được thì khi mà cái đĩa giảng của thầy mà thầy quay xong rồi thì nữa thầy đưa lên mạng, thì quý nam nữ Phật tử là khoảng chừng tuần lễ nữa thôi, các Phật tử cứ gõ lên thích vạn mãn ý nghĩa cổng tam quan thì sẽ ra ha. Chúng ta đồng ý không? Các Phật tử ơi, cửa chùa xưa nay vốn trang nghiêm và thanh tịnh, cho nên mỗi khi về chùa tụng kinh niệm Phật, những chuyện trần nhớ xin gác lại bên ngoài. Ý nghĩa cộng tam quan Phật lý khôn lường là ba cánh cửa đưa người về giải thoát, không vô tướng và vô tác. Phật tử ơi, hiểu giảng pháp xưa nay là duyên kết tạo, bản thể muôn đời của nó là không hiện hữu trên đời, giảng pháp vốn dây không, vì bởi dây không nên không có gì là thật có. Cuộc sống thế gian không có gì là mãi mãi, nên Phật ngày xưa dạy pháp vô thường. Tướng của các pháp xưa nay thay đổi không ngừng, nó thay đổi từ thời gian này qua thời gian khác, không một pháp nào hiện hữu tướng bền lâu. Nay Phật tử về chùa học tu nghe chánh pháp, không hành ác đạo trong đời là hiểu ý nghĩa cộng tam quan. Một chuyến Nha Trang về thăm tỉnh xa, chia sẻ đôi lời Phật tử nhớ mà tu. Hát có hai câu à. Như vậy thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, một hơn một giờ giảng trôi qua cộng với hai câu vọng cổ, chắc có lẽ là quý nam nữ Phật tử là cũng đã thỏa mãn hài lòng rồi. Một lần nữa thầy xin rất là cảm niệm công đức, cũng như là cảm ơn quý nam nữ Phật tử đã dành mọi thời gian, dành mọi thời gian quý báu để về chùa tu tập để hưởng được cảnh giới an lạc. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể đạo tràng quý nam nữ Phật tử luôn luôn được nhiều sức khỏe, thân an tâm lạc, và mọi sở cầu sở nguyện đều được như ý. Và chúng con cũng xin thành tâm thành kính tri ơn Hòa Thượng Chủ Trì và Chư Tôn Thiền Đức Tăng tại Bốn Tự,
đã tạo duyên lành cho con được về tịnh xá. Một lần nữa xin kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng và Chư Tôn Thiền Đức Tăng luôn luôn được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, sở cầu sở nguyện vuông tròn như ý. Nam Mô A Di Đà Phật.